Chiều hôm qua chỗ Linh mưa dữ lắm cô chú anh chị, mưa đám nổi nước. Sáng nay trời nắng tốt nè, giờ nó trời mưa nó tốt hết nha. Bữa hai bữa là cắt nó canh ăn mà nó vẫn tốt. Linh ra đây Linh cắt cà vô chút làm cơm ăn. Bắp hỏm Linh tỉa nè, cũng 4-5 ngày rồi nó lên nè, lên cây nhỏ nhỏ này nè. Cái chỗ này con chuột nó đùng lên cô chú anh chị, cái ổ chuột nó đùng lên cả này đây nè. Trồng bắp mà không biết có ăn không. Linh hái cà vô chút nướng ăn cơm cô chú anh chị. Cái cà này, cái cà hôm gà Linh cắt trái bự bự Linh cũng cắt hết mấy trái này, cắt vô nướng ăn. Trời nắng trồng cà nó tốt của chú anh chị. Đây, trái cà nè, cắt cái trái này ai vô cái gỗ nè. Cà nướng mỡ hành cà này nó ra cũng nhiều trái nha. Thường trời nắng là người ta trồng cà tốt. Cái trái này nó hơi nhỏ và Linh cắt 3 trái, trong nhà Linh còn trái nữa nướng ăn được. Hôm qua Linh mần cỏ đó, mần vòng vòng đó rồi Linh hái được một gỗ rau muống luôn cô chú anh chị. Linh để hẳn hôm tới giờ nó héo héo. Linh mần cỏ sẵn rồi, chặt bớt cái rau muống nó bò quá. Linh thấy cái đợt non quá Linh hái nè. Chút Linh lặt ra Linh xào tỏi ăn. Rau muống xào tỏi, cà nướng mỡ hành. Đây cà nướng mỡ hành. Chút Linh làm cà phê viên tươi ăn của chú anh chị. Sáng Linh mua cái gửi cà phê nè, chút Linh viên cà phê làm nước mắm chua ngọt á, chấm cà tím nướng với rau muống xào tỏi. Bữa nay bữa trưa đơn giản của chú anh chị. Bây giờ Linh sẽ đi lặt rau rửa cá. Cá Linh làm xong bây giờ Linh đi chiên. Này Linh chiên phân nửa cá. Bên đây Linh sẽ đi nướng cà của chú anh chị. Linh nướng 4 trái, nãy Linh cắt 3 trái đó, trong nhà còn trái nữa, cắt cho Linh nướng hết 4 cái cà. Cà nướng mỡ hành thơm lắm. Cá Linh chiên nãy giờ cũng vàng đều hai mặt rồi, ghép ra được rồi. Viên cá còn lại cho nó chín hết luôn. Cà Linh nướng ra Linh lọc vỏ rồi cô chú anh chị. Bây giờ Linh sẽ chẻ ra Linh dưới cái mỡ hành lên. Cà nướng mỡ hành thơm. Linh dưới cái mỡ hành lên. Mỡ hành Linh phi rồi, quả mỡ hành lên nó thơm.
Cà xanh nướng mỡ hành, thường ta nói cà tím nướng mỡ hành. Linh không có cà tím, Linh trồng được cái cây cà xanh đó. Cà xanh nướng mỡ hành thơm ngon luôn. Rồi, dĩa gà của Linh này. Xong rồi. Linh đi xào rau muống, Linh thấy tỏi cho nó vàng thơm, nó bỏ rau muống vô Linh xào. Tỏi vàng Linh bỏ rau muống vô. Rau muống này Linh trụng qua nước sôi rồi cho chú chị. Trụng qua nước sôi Linh để một chút đó, Linh nó xào cộng rau muống nó bị đen rồi. Bỏ vô đây một ít hạt nêm. Chờ cho nó tan hạt nêm là được. Nãy con chuẩn nó ra muốn nó cũng mềm. Cho muốn xào cũng chín rồi, mình tắt lửa đi. Đây là bữa cơm trưa Linh cũng chuẩn bị xong rồi cô chú anh chị. Rau muống xào tỏi, cà nướng mỡ hành, với cá khuy chiên tươi, chiên giòn cô chú anh chị, chén nước mắm chua ngọt. Bữa cơm trưa Linh cũng chuẩn bị xong rồi, bây giờ Linh mời cô chú anh chị ăn cơm trưa cùng với Linh nha. Bữa trưa của Linh đơn giản chị ba món: rau muống xào tỏi, cà tím nướng mỡ hành với cá chiên tươi, cá chiên giòn á. Cái này là nước rau má, nước cho nó mát luôn chị. Cái này nóng, nóng nực quá, uống nước rau má cho nó mát. Qua chỗ Linh mưa lớn lắm nha, một đám mưa nổi nước luôn. Chị Linh mời cô chú chị ăn cơm trưa với Linh nha. Chị ăn rau muống sầm tẩu trước đi. Hôm qua Linh mần cỏ đó, chị dọn cái rau muống bớt. Chị thấy rau muống nó tốt quá rồi, thì thái vô. Chị mời Linh sầm tẩu nha. Không thích ăn rau muống xào tỏi hay ăn rau luộc, luộc nó cũng thơm, xào tỏi lên nó cũng thơm, xào để nó nổi đen luôn. Cơm với gà không cũng ngon. Gà muống sợi tỏi này với một chén nước mắm ăn với chén cơm cũng ngon. Trồng trái nó cũng được bự lên như con gì, trái nó cũng bị dừa chứ không nhỏ quá.
cơm nhuyễn mà nó ngon. Video Linh chia sẻ bữa cơm trưa đến đây cũng xin khép lại. Tôi xin chị xem video của Linh đó. Hãy thích ủng hộ cho Linh một like, một chuông để làm động lực cho Linh nghe từ chúng chị này. Video của Linh đến đây là hết. Xin chào tạm biệt.